Hello, xin chào tất cả người. Đây là một vị tướng mới và hôm nay mình review muộn cho anh em. Chắc anh em đã xem qua từ các kênh YouTube khác rồi. Có tên gọi đó là Ibernet. Mình phát âm không biết là có chuẩn hay không, anh em thông cảm cho mình nha. Và hiện tại mình sẽ review qua cho anh em về cái ngoại hình trang phục và cũng ngoại hình cái vị tướng mới này. Nhìn nó khá là thú vị anh em ơi. Cái đầu bé tí anh em ơi. Không biết là hình như cũng có mắt này. Cái đầu này cũng có mắt này. Ok, cho anh em xem lại một lần nữa nha. Đây, và hiện tại vị tướng này anh em thể nhìn thấy là có rất là nhiều chim bay xung quanh, chắc chắn là sống ở trong khu rừng của liên quân rồi. Hình như con kia là con chim kiến nữa, chim kia à? Có kiến thì phải. Ok, một ngoại hình thật sự thì đúng thật đúng chất là toàn cây thôi, toàn cây cối thôi, có cả cỏ mọc cả trên bắp chân của vị tướng Ibernet này anh em ơi. Ok, wow, thật sự thì nhìn khá là thú vị luôn đấy. Nhìn giống như kiểu là người ngoài hành tinh. Ok, nội tại của nó là đất mẹ. Nội tại sau khi rời khỏi giao tranh này, trạng thái giao tranh Ibernet đấy, hòa mình vào thân anh em ơi. Đó, và chiêu đầu tiên là dây leo này. Hồi chiêu 5 giây và năng lượng 40 này anh em ơi. Đó, Ibernet duỗi tay tấn công kẻ địch phía trước. Nói chung thì mình đọc qua này chắc là anh em cũng không thể biết rõ được. Bây giờ thì mình sẽ cố gắng vào review cho anh em xem nhá. Review cho anh em xem qua, chứ còn thật sự thì để mà đọc qua chỉ số này chắc anh em cũng không biết rồi. Ok, và hiện tại thì vị tướng này vẫn đang bị ẩn trong Liên Quân Mobile thử nghiệm. Đang bị ẩn nhá, thế nên là những anh em nào đã đăng ký bản thử nghiệm rồi vào thì lục trong cái phần shop ấy, anh em tìm trong phần shop thì chắc chắn một điều là không thể tìm được cái vị tướng này đâu. Mà anh em cần phải sử dụng một cái thủ thuật nho nhỏ thì mới có thể hiện được cái vị tướng này. Ubinet, đại thụ viễn cổ này. Rồi, ok, mình sẽ review qua cho anh em nha. Không biết anh em đã xem qua từ các kênh YouTube khác rồi, hôm nay thì mình sẽ trải nghiệm. Và rất là cảm ơn bạn Dasta đã cố gắng, kênh YouTube Dasta đã cho mình mượn cái nick này để mình thực hiện cái clip này anh em ơi. Ok, đây, ngoại hình của nó trong game anh em thể nhìn thấy này. Mình sẽ cộng chiêu lên, đó. Rất là cảm ơn anh em, nếu mà muốn ấy thì có thể qua kênh Dasta và ấn đăng ký kênh ủng hộ giúp mình nha. Bạn này đã hỗ trợ mình rất là nhiều trong những cái việc mà tạo ra những cái gói mốt về bản đồ này, mốt về những gói trang phục. Đây, mình phóng gần cho anh em này, bước đi của nó này. Hiện tại thì nếu mà nhìn với dòng giống của vị tướng này, mình thấy là rất là giống với Payna với cả Badum. Anh em không biết là nhìn biết Badum không? Badum là một vị tướng mới ở phiên bản thử nghiệm mà nếu mà anh em muốn test thì có thể test qua. Đây là những đoạn đánh thường của vị tướng này. Đó, tay khá là dài, mình khá bất ngờ anh em ơi. Ok, thật ra thì nếu mà nói về cái tính chất của gỗ và cây, đây là về cái chiêu thức này anh em ơi. Đó, chiêu 3 là chiêu cuối cổ mộc này, chiêu 2 là chiêu 2 cổ mộc. Đó, chiêu 1 là dây leo và nội tại đất mẹ. Ok, sau khi rời khỏi trạng thái giao tranh này, đó thì Ibernet khi mà rút vào trong những cái bụi cỏ sẽ được tăng máu và tăng mana. Một trong những vị tướng mình thấy khá thú vị, đây anh em thì nhìn thấy nhá. Đó, mình đang bị trừ máu đây. Mình sẽ test thử cho anh em xem về cái nội tại của vị tướng này. Đầu tiên mình sẽ từ từ. Trời ơi, thế nơi phiền phức quá. Ok, đây. Mình sẽ đứng vào trong bụi cỏ anh em ơi. Nhìn nhá, anh em nhìn giúp mình nhá. Hồi máu này. Trời đất ơi, hồi. Wow, hồi rất nhiều máu này anh em ơi, không khác gì anh em đứng trong bệ đá cổ cả. Một sự thật phũ phàng, và đây là một vị tướng tanh cơ khá là thú vị. Và đặc biệt mình tin chắc một điều, với sức mạnh như thế này thì vị tướng này không bao giờ phải biến về. Và một điều nữa thì có lẽ vị tướng này sẽ bị giảm sức mạnh sau khi mà xuất hiện trong Liên Quân Mobile. Chứ còn anh em thấy nó khỏe, nó bá đạo như thế này thì ai chả thích đúng không? Đó, đây là mình đang test về cái nội tại của vị tướng này cho anh em xem nha. Hồi máu này. Anh em nên nhớ là cứ rút vào bụi cỏ thì nó sẽ được hồi máu, chứ không phải là, đây là nội tại đất mẹ, chứ không phải là anh em đứng chỗ nào được hồi máu đâu. Cứ giúp vào bụi cỏ nha. Một vị tướng thích ưa bụi rậm. ưa bụi rậm và rậm rạp anh em ơi. Thuộc họ hàng của Payna và cũng như là Badum. Ok, đấy là cái chiêu 1 dây leo đây. Đấy, duỗi tay này anh em ơi. Duỗi tay. Đó, duỗi tay này, trời ơi tay dài quá. Quay tay nhiều tay dài anh em ơi. Đây nhỉ, chọc một phát này. Đó, duỗi tay mà. Kiểu anh em vươn vai và duỗi tay đấy. Thử xem nha. Đây, wow, cái gì vậy trời. Bay được qua tường, sợ thật anh em ơi. Bay được qua tường. Đùa nhau à. Hiện tại thì, đây, mình sẽ cho anh em xem nha.
quá ghê gớm. Và một trụ tướng này đỡ đòn cũng khá là cơ động anh em ơi. Rất cơ động luôn này. Ok, đây mình sẽ đấm này. Đó. Khá thú vị đúng không anh em ơi? Rồi. Bây giờ thì mình sẽ giới thiệu qua về bộ kỹ năng vị tướng này nha. Nội tại, ngoài giao tranh khi ở trong bụi sẽ được hồi máu và năng lượng mỗi giây. Và chỉ số hồi tăng theo cấp tướng này. Tiếp đến chiêu 1, duỗi tay tấn công cả địch. Nội tại chiêu 1, mỗi khi các chiêu thứ gây sát thương sẽ tích lũy 1 điểm, 2 điểm nếu gây lên tướng này. Đủ 8 điểm sẽ cường hóa chiêu đầu tiên khiến Ibanez lao tới gây thêm 50% sát thương và giảm 50% tốc độ chạy của nạn nhân. Nếu là tướng địch sẽ bị đẩy lui, đồng thời nhận một lớp giáp ảo tỷ lệ thuận với lượng máu hiện tại của bản thân. Khi cường hóa có thể gây sát thương lên trụ. Đó về cái chiêu 1. Thật ra thì cái này là anh em cần phải việt hóa gì mà tôi cái chỉ số này nó chưa hiện rõ ở đây. Nhưng mà qua tìm hiểu thì mình có thể biết được về cái chiêu 1 của vị tướng này. Ok, tiếp đến. Đó là chiêu thứ 2. Vỗ hai cánh tay gây sát thương lên các mục tiêu trong phạm vi hình quạt. Đó. Trong phạm vi hình quạt anh em nhìn này. Đó, hình quạt đúng không? Đúng một cái quạt quạt tay anh em hay sử dụng đó. Đó, wow. Trời ơi, tay cực kỳ là rộng luôn. Đó. Rồi, vỗ hai cánh tay gây sát thương lên các mục tiêu trong phạm vi hình quạt, đồng thời dồn tất cả các mục tiêu vào giữa hình quạt anh em ơi. Đó, dồn hết nhá. Ví dụ anh em dùng cái bàn tay, hai cái bàn tay anh em vỗ vào phát. Giả dụ như một con muỗi nó đang bay ở khu vực tay trái anh em dồn làm sao mà hai tay chạm nhau đập chết vào nhau này. Thì chắc chắn con muỗi cũng bị đẹp dí ở giữa cái lòng bàn tay anh em và ở chính giữa nhá. Đó, vào cái trọng tâm luôn. Ok, mình miêu tả vậy cho anh em dễ hình dung ra. Và tiếp đến là chiêu thứ 3. Bất động tại chỗ. Chiêu thứ 3 là bất động tại chỗ này. Và cũng như là rồi bất động tại chỗ và khi mà đang đứng im tại chỗ rồi thì phóng mưa hạt. Đó, anh em nhìn chưa? Phóng mưa này. Trời đất ơi, phóng mưa, trời ơi. Nhìn khá là thú vị. Mình như trước đây mà mình chơi liên minh điện thoại mình cũng nhớ ra là vị tướng này giống như vị tướng nào. Thật ra thì một năm nay mình chưa chơi liên minh điện thoại nên mình cũng không thể nhớ được rõ đâu anh em ơi. Ok, đấy là về khá là thú vị luôn đấy. Đó, anh em nhìn chưa? Anh em có thể di chuyển bằng tay nhá. Đó, di chuyển bằng tay thì nó sẽ có thể bắn ra này. Đó, có thể điều chỉnh được và quanh bản thân. Nếu mục tiêu bị chịu sát thương nhiều lần sẽ bị làm choáng 0,5 giây. Tái kích hoạt để hủy chiêu anh em ơi. Anh em có thể ấn một lần nữa để hủy chiêu cuối này. Ok, và cũng như thế thôi. Khi mà vị tướng này sử dụng chiêu cuối lập tức thì nó sẽ bị, nếu mà bị khống chế thì sẽ bị mất chiêu cuối giống như kiểu là chiêu cuối Whip. Wow, đấy là qua về bộ kỹ năng của vị tướng này rồi. Đấm này anh em ơi, tay cực kỳ dài luôn. Trời ơi, tay dài quá. Trời ơi, mình nhìn chiêu cuối đã chưa anh em ơi. Như kiểu vị tướng này gồng lên và được úp một lượng lớp giáp ảo này. Lớp giáp ảo khá là thú vị. Và dự đoán vị tướng này sẽ phải đến hơn tháng nữa mới ra mắt anh em ơi. Ở hiện tại đang bị ẩn nha, nên anh em nhưng mà cái chiêu cuối này chỉ được vòng tròn thôi. Cái vòng tròn này nó khá bé chứ nó không được rộng anh em ơi. Anh em thì nhìn thấy này. Cái này thì không gây sát thương được lên trụ. Đó, anh em thì nhìn thấy là không gây sát thương lên trụ nha. Rồi, mình sẽ thử lên đồ cho vị tướng này. Tanh cơ đây, đây là một vị tướng đỡ đòn mà anh em ơi. Đỡ đòn, một vị tướng tanh cơ lên thuần tanh. Ok, lên đồ mắc châu bò. Khi mà hết máu hoặc mana anh em không cần phải biến về. Anh em chỉ cần đứng trong bụi để có thể hồi lại máu và mana thôi. Một cái vị tướng cực kỳ bá đạo. Đó, rồi. Trời ơi. Thú vị chưa? Bất ngờ chưa? Thú vị chưa? Lúc vị tướng này mới ra mắt mình cũng khá bất ngờ rồi. Thật ra thì định review cho anh em sớm cơ. Nhưng mà hiện tại lúc đấy thì bạn Dasta cũng khá bận nên là cũng chưa hỗ trợ được mình. Đến tối nay bạn mới hỗ trợ được mình. Chứ thật ra thì mình cũng chỉ làm một clip thôi. Thật ra thì cũng phải tìm hiểu khá là nhiều. Nhưng mà do máy của mình nó hạn chế nên là cũng mất khá lâu anh em ơi. Này chắc là muộn rồi. Wow, thú vị vãi. Đấy nhá, nếu mà để mà test được cái vị tướng này anh em cần phải làm thủ thuật cơ. Chứ còn để mà vào trong game thì thật sự thì cũng không có đâu. Và trong game hiện tại không có đâu nha.
Dự là một trong những vị tướng đỡ đoàn cực kỳ trâu bò và cũng như là bảo kê đồng đội tốt. Và nếu mà vị tướng này cho một vị tướng này điểm cộng để solo đường thì mình khẳng định em một điều là cho hẳn 10 điểm luôn, 10 điểm luôn. Tại vì sao? Solo đường không cần phải tiến về, cứ đứng ở thủ trong trong bụi rậm thôi. Giúp trong bụi rậm thôi thì anh em sẽ có thể hồi máu và mana. Ok, clip của mình đến đây kết thúc rồi. Anh em nhớ like và ấn đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất đến từ kênh YouTube của mình nha. Và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye.